Nha, bây giờ nó con biết không, nếu mình làm gian ác là quỷ ma luôn, hồn sát tiêu. Hiện tại bây giờ màn này nè, cái màn này này chứ không phải là nói hiện tại bây giờ đó, coi như là bây giờ, hiện tại bây giờ mình đang sống trong cái đây là cõi ta bà đó, mà mình làm gian ác là quỷ ma, làm ngay thẳng là tiên là Phật đó. Mình làm là mình biết là mình sống đây, là mình làm ngay thẳng là tiên là Phật tại thế, biết nhiều cái đó, mình biết nhiêu là mình là được rồi đó. Mình ăn ít mình nhín nhút ra để dành mình làm phước đến vậy đó. Anh là cô nói bà con á, nhưng mà Tết năm nay ăn Tết được không có cái gì, Đúng bà rồi, con tết cứ yên tâm nha. Có một cái clip hồi nãy cô mới vừa xem là cô nghe nói là năm nay không ăn Tết được, chuẩn bị đi cô, bây giờ cô lên cô nói luôn, cô nói đây chấn chỉnh lại cho bà con yên tâm ăn Tết bình thường, đừng nghe những gì người ta nói rồi xôn xao rồi bàng hoàng rồi không làm ăn được. Cô nói ăn Tết bình yên, nếu có ăn Tết không được là đi cô đệt, như năm rồi cô nói đó. Hồi nãy cô mới vừa nghe clip đó cô thấy nói quá khác, bây giờ sẵn đi cô nói lên cho bà con tĩnh tâm, đừng sợ ăn Tết bình thường nhưng mà eo hẹp kinh tế tiền bạc, không có được giàu giàu như mỗi năm thôi, chứ không có cái gì là chiến tranh giặc giã gì hết nha. Nhưng mà bệnh đau đói thì cái lai gai, thất nghiệp thì có đói, Bình Dương đó công nhân thất nghiệp nhiều lắm thì người ta phải đói, thì mình có mình chia sẻ cho ta đau với đói chứ không có chiến tranh. Nhưng mà năm nay thì cũng đau đói cũng ít chứ không có nhiều, qua sang năm mới đau đói mới nhiều nha. Nên nên bà con á cứ yên tâm ăn Tết bình thường, cúng lại ông bà bình thường. Cô nói tới tháng giêng tháng hai luôn vẫn bình thường, và bây giờ cô nói đây hăng bà con cứ nhớ để đó coi cô năm nói đúng hay sai. Hồi năm ngoái cô cũng nói rồi, cũng có một cái clip lên lên nói là 30 Tết đi trốn, cô thấy nói vậy sợ bà con hoang mang cô mới lên clip cô nói. Cô nói năm nay bà con ăn Tết bình yên, nếu có gì không được lợi thì cô năm nuôi em dẫn tháng giêng tháng 2 tháng 3 tháng 4 vẫn bình thường luôn, qua tháng 5 tháng 6 có bệnh lây gai, nhà lốc xoáy rồi đó là sập đất rồi chút đỉnh từng dùng cháy quả hoạn có, lốc xoáy có, sập đất từng dùng có. Năm rồi cô nói năm đầu năm này nè tới bây giờ, thì bây giờ cô nói Tết này đây còn Tết cũng 2 tháng nữa vẫn ăn Tết bình thường, bà con yên tâm, yên tâm ăn Tết, yên tâm cúng ông bà, rồi yên tâm lo tu niệm Phật làm hiền làm lành, đừng xôn xao gì hết, yên tâm có gì đó qua sang năm mới tính tiếp. Chứ bây giờ cô bảo đảm luôn, nếu ai nói năm nay không có Tết được cô cam đoan luôn đó, như năm rồi cô cam đoan đó. Cô nói ai nếu ai nói không Tết lại đây, lại đây đối diện với cô năm, nếu mà ăn Tết không được cô năm sẽ đền cho bao nhiêu, còn ăn Tết vui vẻ bình thường là người đó đưa tiền tôi đi cho bà con nghèo ở quý vị chừng đó, còn thấy không, đừng có làm gì rồi người ta xôn xao, rồi ta hoang mang, rồi người ta thấy là không muốn làm, rồi lo mua gạo mua đồ dự bị không à. Con nói cho Tết nay chỉ là con thấy con làm công ty thì con cũng nhận định được tình hình. Tết nay thì nếu mà người nào làm công nhân á thì trụ là được công ty á, nếu mà có thưởng có đồ thì cũng làm công việc rất khó, rồi là thu nhập cũng không như ngày xưa. Còn nếu mà tăng ca nhiều đi nữa thì cũng lương không được như xưa, là công việc rất là khó mới tới lượt công ty đó còn sống đó, là việc nó cực nhằn lắm á. Vậy Còn đó. Tết này thì ăn Tết là bà con ăn Tết hơi bị eo hẹp hơn hồi trước trước khi dịch rồi đó, eo hẹp hơn. Cô mới nghe cái clip nè, mới hồi trưa này nè, là nói không ăn Tết được luôn, chuẩn bị đi, chuẩn bị mà lo trốn đi, trốn đầu. Đúng Còn hồi rồi, trưa cô nằm nghỉ cô mới lướt lướt lên cô xem cô thấy gì không có chỗ nào trốn rồi, đó, hợp pháp làm nên gì là cô trốn nói đợi một lát cô lên clip là cô sẽ nói cho bà con lại yên tâm đó. Hôm nay cô nói đó, bà con theo dõi cái kênh của cô đi rồi bà con cứ yên tâm, những gì cô nói không có sai, cô nói trước chứ không có nói sau, tại vì đây không phải cô là cũng người phàm mắt thạch thôi, nhưng mà cô được định nói là cô được biết bề trên cô cho cô biết những việc gì đến, những việc gì sẽ đến không đến là cô biết được, nên cô mới dám nói chứ như không làm sao mà cô dám.
Còn nhiều người không có biết mà nói đại nó càng cho bà con người ta hoang mang, ta làm ăn không được. Nên là năm nay bà con yên tâm ăn Tết, đây Tết còn 2 tháng lên quay tới rồi, không có lâu đâu. Thì em như cô Năm nói từ đó về con hiểu được là mình nên trốn gì rồi, hoặc là trốn ở đâu rồi. Nhưng theo như anh á, em muốn anh chia sẻ là mình có trốn được không? Theo như em chia sẻ thì sẽ trốn không được. Thứ nhất là ví dụ như mà nước ngoài mà xảy ra mà chiến tranh lớn hơn nữa, là ở đâu, ví dụ bây giờ đang hiện tại bây giờ đi, mình nói hiện tại bây giờ đi, Myanmar gần sát mình đây cũng là nội chiến. Ví dụ như là xa hơn nữa thì bên Nga, Ukraine, rồi bên Trung Đông bây giờ cũng ầm ào, bên rồi bên Nam Mỹ, bên sau nước Mỹ ấy, thì cũng muốn đánh nhau bên đó, hai nước bên đó luôn. New Zealand gì đó là cái nước mà dầu mỏ đó, cũng muốn đánh nhau luôn. Chứ bây giờ là không có đường nào mà trốn chân, chỉ trốn ở chỗ là mình niệm Phật, ở chỗ mình tu nhiều hơn hay không thôi. Bây giờ là không phải, bây giờ là không phải là hoang mang. Thiên cơ thực ra là một cái thuốc trị bệnh thôi, cũng là một cái thức tỉnh chúng ta thôi. Chúng ta là có linh hồn, cũng là con của mẹ, con của mẫu. Mẹ để chúng gọi là đản sinh chúng ta ra thì chúng ta phải về thôi. Chứ còn ở trần gian này thì ở luân hồi hoài, thì lúc thì làm vua, lúc làm dân, lúc thì được cái làm đầy tớ, lúc làm quan này nọ. Cái cuộc sống phàm phu này nó chỉ là ở hai cái chữ là phước, cái phước với tội thôi, do cái hành vi cử chỉ mình thôi. Cho nên nếu sau này mà ngày mà mạt pháp mà thì tiên Phật Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng bên em là Đức Thầy Tế Công cũng đã nói rồi, đã nói về diễn tả về bom nguyên tử tầm lâm rồi, cũng trên mạng, trên Facebook tầm lâm rồi, cũng có nhiều người nhìn thấy rồi, cũng rõ ràng vậy rồi. Thật ra là Phật thì không hù, mà cái đó là do nghiệp chúng sanh. Cũng như là bây giờ nói hoài không nghe, cứ gây tội gì thấy bây giờ phải xử cái này là quá rồi, nó nhiều lần rồi. Chúng em mà tu đây mà em không phải là em không phải nói xấu, kiếp trước em cũng làm tội tình nhiều lắm á, mà em mới ở lại, cứ nếu tu tốt là về luôn rồi. Đúng rồi. Thật lòng á, mình uống thuốc mà mình hết bệnh rồi thì mình bây giờ là ở trên Tây Thiên Cực Lạc hay ở đâu rồi, chứ đâu có ở đây đâu. Thật ra mỗi con người chúng sanh chúng ta sinh ra đời là mang nghiệp để tới thôi. Cho nên là con nghe thiên cơ con không sợ, cái đó là do cái nghiệp của mình thôi, con không sợ. Là như gì thiên cơ là như gì, mình nói trời cũng cạn kiệt cũng sắp, đừng có khẳng định là Tết này là chết, là không ăn Tết được, là người ta văn mang liền. Dạ. Thiên cơ là nói, Phật nói không bao giờ sai, Phật nói là phải có, nhưng mà lâu với mau tới thì bà con gán tu, đừng để đến việc tu không có kịp. Nên là mình phải nói gì cho người ta tu, chứ đừng có nói Tết này nè, tháng tư này nè, chết là chết hết nè, nghe người tấu trò tối đất nè, người Tết này là không ăn Tết được là chết, là lo trốn, là không có nên nói gì. Mình chỉ nói thiên cơ trong sấm giảng thầy nói ra thì mình chuyển lời ra để cho chúng sanh biết là việc thiên cơ thì Phật thầy nói là có, nhưng mình không biết cái năm nào và cái tháng nào, nói cho bà con biết để tu, chứ đừng để đến đó rồi tu không kịp. Nên là mình phải nói những cái việc đó là Phật nói thì mình nói ra, mình truyền lại thôi, còn cái ngày tháng năm là mình không có dám định sẵn. Nên là Phật nói thì phải có, không bao giờ Phật gạt chúng sanh. Mà có cái là lâu với mau, nếu mình chúng sanh mình dám tu nhiều thì kéo dài thời gian ra một chút để cho mình tu, còn nếu mà chúng sanh tàn bạo quá đó thì nó mau. Mau kết thúc. Mà bây giờ cô thấy nó nói chung là quỷ dương nó xuống hết rồi, nó cũng không có kéo dài được đâu. Bởi vì nó xuống nó nhập cái người không tu đó, nhập vô nó lạng sàng hầu. Bây giờ con thấy tỉnh nào nó cũng có giết người, chồng giết vợ, vợ giết chồng. Ngáo đá nhiều lắm cô. Lên mạng nó không có ngáo đá, nó cũng vẫn giết. Nó vô nó nhập một gia đình mà nó giết 4 người, chồng giết vợ đâm mấy chục nhát, vợ giết chồng đâm mấy chục nhát dao, không có rúng động cái lần đi nhậu về cái đầu là giết vợ. Đó. Rồi bữa kia là bây giờ mở cái mạng lên là có chuyện rồi. Thì đây nè, bây giờ cái mạng này đúng như chăng cái sấm giảng của thầy nói,
Thầy nói sau này nè, chồng giết vợ, vợ giết chồng, lắm lúc con còn giết mẹ, dành cô tiền giết lẫn nhau, tình huynh đệ cùng nhau cấu xé, là tới ngay chăn màn này rồi đó. Tới nói đó, dạ. Đúng đúng ngay cái lời của thầy nói là ngay cái năm này nè, đem cái lời thầy là xử đúng như chăng luôn. Đó. Con thấy hồi mấy năm trước đâu có gì mà vụ giết cha giết mẹ, chồng vợ giết nhau dữ gì. Còn năm nay con thấy lan sàn ngầu luôn. Là đáp ứng cái lời của thầy nói là tiên tri, là thầy nói bây giờ có rồi đó. Chồng giết vợ, vợ giết chồng đó. Dạ nhưng cô biết sao không? Mấy cái Facebook ví dụ như người ta đóng phim, đóng đồ, mà đóng Facebook mà mấy nhân viên mà không có đóng được cái phim đồng hoàng, phim ngon lành á, đóng có toàn ba cái việc tiêu cực xã hội không à. Thực ra là xã hội á, vốn dĩ nó đã tiêu cực rồi, cho nên người đó cũng đóng theo gì cái nhu cầu của con người thôi hả? Người ta thích xem thôi. Cho nên là bây giờ con người mình á, bây giờ là mặt pháp này thực ra là do cái nghiệp chúng sanh nó đủ tích đủ cho nên nó tới cái đường này. Chứ còn như em tự nhận bản thân em là mình để ra trên đời là mang nghiệp, mang tội để đến đây, thì thôi em mà niệm Phật được nhiêu làm, hay là ăn chay bao nhiêu khuyên, bao nhiêu em đi đâu cũng khuyên người ăn chay á. Cho nên là ngày thịnh thế thực ra cái đó là cái bệnh để trị con người mình, cái tình tham sân si của mình, cái mà con người mình còn bệnh mà phải có tận thế không? Thôi phải có, phải có, con biết điều đó nhưng mà không biết chừng nào, không biết chừng nào, nhưng mà phải có. Bây giờ khổ là thức tỉnh, đức quỳnh giáo chủ cũng nói là bây giờ thức tỉnh chừng đó, tu cho kịp đó, để đến đó rồi thức tỉnh kịp. Kịp đó, tới lúc mà như con nghĩ tới lúc mà tận thế là cũng như con tưởng tượng lúc con cháy nhà đó cô, còn nó hơn nữa con cháy nhà con bị cháy nhà rồi. Dạ nó hoảng loạn luôn anh, là mở cửa ra rồi lửa nó bập tới, là tưởng tượng 5 phút mà mình không đi ra khỏi nhà là mình chết liền, dây điện nó cháy. Cái đó là chuyện nhỏ thôi, còn con chưa thấy tới mà tận thế rồi đó. Thôi nó ghê lắm cô, là còn lúc mà bỏ trăm ngàn lần vậy luôn, trăm ngàn lần như mình bị cháy nhà. Là tận thế là ý nghĩa là lúc mà cái nhà lãnh đạo thấy bế tắc rồi, giống bây giờ giống bên Ukraine với Nga đó. Thực ra hai bên không có thích tới chiến tranh, nhưng mà tại sao tự nhiên cái kéo ra chiến tranh? Mình không có phải bình luận ở đây, là mình nhìn nhận về cái phần của mình. Mình không thích người tu thì không ai thích chiến tranh rồi. Mình về trên đó mình ở gần, mình mong cho là đất nước hòa bình. Dạ, mình về trên ở sướng chết gì đâu, chiến tranh để làm gì? Đâu phải để chứng minh là tôi nói này đúng này đâu, là cái này là Đức Phật nói, Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là Phật ngài cũng nói rồi. Cái này là do nghiệp chúng sanh, chứ không phải nói ra để chứng tỏ là tôi nói đúng hay nói sai đâu. Nếu mà sau này mà ví dụ chúng tôi giống như em bây giờ, em làm ăn bình thường, em ăn chay cũng bình thường, cuộc sống cũng bình thường, thì em cũng mong là đừng có tận thế. Em rất mong cái điều đó luôn á. Mong tận thế cho mình đâu chứ nặng sống. Ừ đúng rồi, tu mà khuyên người khác với nữa, cuộc sống của con bây giờ con cũng bình yên nữa. Cô biết không, cuộc sống bây giờ con không bao giờ con mong cái tận thế. Con vừa làm chủ bản thân nè, bây giờ hiện tại cuộc sống con nè, hình như là ơn trên thương con bao nhiêu năm, cái phước con á là có. Bây giờ cuộc sống con rất là bình yên nha. Là con vừa làm chủ bản thân được rồi, con có chia sẻ đạo lý thì con cũng là làm với cái tâm là khuyên người ăn chay thôi, cho con cũng ít khi nào mà nghĩ tới tiền bạc, cũng có nghĩ nhưng mà ít hơn. Có nghĩ, mình thật lòng mình nói thật vậy đó. Ai bỏ tiền ra ví dụ mình là mua thẻ nhớ rồi là mua điện thoại, mua máy quay, hay mình làm ăn gì mình cũng tính. Ở đây ai không tính. Có ai mà thật là em cũng nói thật là em cũng mong có tiền, nhưng mà ít hơn là cái phần mà mong chia sẻ đạo lý cho chúng sanh. Em cũng kiếm một cái việc đó làm chủ để em chi trả cuộc sống. Mà cuộc đời em đúng bây giờ là cũng đẹp rồi, em không bao giờ mong tới bao nhiêu tận thế đâu. Bây giờ con biết không, bây giờ hen, cái màn này, cái màn chót này rồi, hạ quan rồi, mà mình còn được nè, mạnh khỏe nè, không bệnh nè, không mắc nợ nè, không đói nè, là mình có phước rồi đó. Là mình có ăn, mình tu, mình có phước rồi. Thấy vậy là mình có phước hơn lại rất nhiều rồi. Dạ. Cái màn ma pháp này mà như vậy là con thấy như vậy là mình có phước rồi đó. Con thấy hạ quân này đã hết đời rồi đó, mà mình được như vậy là mình cũng có phước. Còn người ta bệnh hoạn nè, rồi ma nhập nè, rồi đau ung thư nè, rồi nằm một chỗ nè, tai biến nằm một chỗ, ung thư nè, nằm một chỗ, có thể người bị tiêu đường cục giò cục ta không có đi mặn được luôn. Dạ. Thấy không? Bây giờ trong bệnh viện cô mà vô mới thấy hoảng hồn luôn đó. Bởi vì mình như vậy mình nhìn lại đi, mình có phước rồi. Bởi vì con không có mong, con cũng mong có thật lòng là con không bao giờ mong cái ngày định thế. Con biết cái đây là cái nghiệp,
phải chừng nhận thôi. Mà nếu bây giờ mình nhận ra được, mình nhận ra được mình có phước rồi thì mình giáng tạo phước thêm. Dạ. Đó. Mỗi lần mà con nói YouTube này cô biết sao? Con cảm nhận như kiểu là mình cũng tích được cái gì đó rồi con tránh xa cái vụ mà bị người ta xúi đó. À. Mỗi lần mà con lên con nói trước cái YouTube của con hoặc là con nói về tâm linh cái cần đầu tự nhiên cái dịp mà người ta xúi là bị xa xíu. Bớt một chút. Dạ. Nếu mình làm việc thiện đó. Dạ. Nên mình làm việc thiện là cái tâm tự biên mở ra là nó giảm, nó bớt. Nó xa xíu vậy. Đó. Nên là mình phải biết mình là như vậy là mình có phước, gấp là có phước nên mình dám tạo phước thêm. Đó. Dạ. Càng có phước thì nghiệp chướng nó tiêu. Dạ. Cái phước nó tiêu, cái nghiệp chướng nó tiêu thì cái phước nó đến liền. Còn mình tạo phước thì cái nghiệp từ từ nó tiêu. Dạ. Nên là mình biết việc con gán làm phước. Ở đây cô cũng chia sẻ cho bà con, mình nhìn thấy được mình như vậy là mình có phước lắm. Nên bây giờ bà con nhận ra được mình có phước thì mình gán tạo phước thêm. Để mình sau này mình được hưởng cái phước đó. Cái phước đó sau này Phật ban cho mình. Mình được sống lập hội long qua. Mình được là không có vào dự hội với tiên với Phật thì mình cũng được người dân Phật quốc. Đó, mình sống được cái đời của Thánh Chúa, của Phật thì mình cũng an nhàn biết là bao nhiêu. Còn người ta tu á, công đức nhiều, phước đức nhiều thì người ta được vào cái là cõi tiên. Còn mình á, là phước ít thì mình được sống cái người dân Phật quốc cũng rất là đâu có phải dễ. Bởi vì bà con thấy mình có phước rồi gắng tạo phước thêm, đừng để mất phước, uổng lắm. Dạ. Cảm ơn cô Năm thì con cũng xin chia sẻ để cho bà con được biết thêm á. Là con có thể với cô Năm á, có người bị nhập vô tự xưng là quỷ đen luôn. Cho nên á, thời bây giờ chuyện gì nó cũng có. Nếu ai không tin thì sau này gặp chuyện thì đến lúc đó tin đã muộn. Tại vì thầy bây giờ thầy nói nó chưa thấy thời, nó chưa tin. Rồi bây giờ trong cái gia đình của quý vị đi, có một người nào quỷ nhập đi, rồi thấy đó mới tin là thầy nói đời này nhiều quỷ lắm ma. Là lúc đó thầy nói thầy nói đúng rồi, bây giờ quỷ ma không có nhập vô. Thì lúc đó bà con tin thì muộn rồi. Thì bây giờ chức mình tin đi, để mình niệm Phật. Tin là làm gì? Tin là phải biết có nhân quả và có đời mạt pháp, giờ có tội có phước thì mình gắng tin, là có nghĩa là gắng tu niệm Phật, làm hiền làm lành lánh dữ, rồi thì mình được an nhàn, nó không có nhập vô. Còn bà con không có chịu tu, đến nó nhập vô rồi không cứu được, bởi vì màn này của nó rồi. Thầy nói đời này là hiện tại bây giờ nhiều quỷ lắm ma, bây giờ quỷ ma nó xuống nhóc, mình không tu là tất nhiên là nó nhập vô liền đó. Nên là bà con gắng, mình tu rồi mình phải phiên con cháu mình trong nhà phải gắng niệm Phật, ăn hiền ở lành nữa là mới giữ được trong cái gia đình là đầm ấm hạnh phúc. Còn không nè, ví dụ cha mẹ tu không có biết dạy con tu thì nó cũng vô cái đứa con đó nó phá. Nên là mình tu, mình huấn luyện con cháu mình tu tập theo, không được nhiều cũng ít, thì đó mới giữ được cái gia đình hạnh phúc. Còn không nó sau này bà con nghe cô nói đó, rồi á bà con chưa có thấy thì chưa có tin là rất là nhiều. Tại vì cô làm thầy cô mới thấy, chứ nếu bà con ở nhà không cũng đâu có thấy biết, thì cô làm thầy cô mới thấy nhiều nhiều việc là ma nhập. Mà ma nhập đến đây thì hỏi ra là nhà không tu không đó. Nên là từ cái chỗ đó thì cô mới biết, cô chia sẻ lên đây cho bà con biết gán tu gán niệm Phật. Niệm Phật nè, niệm Phật cho được, đem Phật vào trong tâm. Niệm Phật có Phật thì không có ma. Niệm Phật tâm mình từ bi thì tất nhiên quỷ nó không dám lợi gần. Nên là bà con gán niệm Phật, sao mà được Phật vào trong tâm, ngủ cũng nhớ Phật, thức cũng nhớ Phật, đi đứng nằm ngồi cũng nhớ Phật. Hiện bây giờ đó cô đó cũng vậy luôn, nằm ngủ cô cũng nhớ Phật, chở dắt qua cô cũng nhìn niệm Phật, chở dắt lại cô cũng niệm Phật, mở con mắt ra là cô niệm Phật, đi đứng nằm ngồi lúc nào cô cũng nhớ Phật trong tâm, không bao giờ quên. Nên là mình mới giữ được cái bản thân của mình chứ sơ hở. Không phải nói làm thầy như cô mà chắc ăn đâu. Cô làm thầy như cô đi, rồi mà ngạo mạn đi, rồi ta đây đi, thử coi nó vô không. Mình phải giữ cái tâm bình đẳng,
không có cống cao ngạo mạn, phải thương tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người, đó là tâm từ bi, là mới giữ được chánh đạo. Còn không mới vô hết, nó vô mà chẳng những người làm thầy không biết luôn đó con, nghĩ là mình giỏi đó. Nó vô mới ban đầu nó giỏi lắm, cho mình giỏi lắm, thấy hết, biết những gì hết luôn, nhưng mà cuối cùng rồi cái để đem cái linh hồn mình về bánh là lúc đó nó điều khiển là mình hết biết, cái chuyện đó là hết cứu. Nên là phải gán tập cái tánh không cống cao ngạo mạn, không ta đây từ bi thương tất cả mọi người. Cô ấy là kêu lên về, cô nói pháp phải ngồi trên ghế mà cô không ngồi. Cô phải dằn cái tâm mình, tánh mình từ bi lại, cái từ bi coi chúng sanh cũng như mình, mình thương mình như chúng sanh, thương người như thể thương thân, thì mới hòa đồng được với chúng sanh. Thì mình nói mọi người mới nghe, mới thương. Chứ con ngồi trên đỉnh cao, con làm như ông chủ, con nói xuống, đó là cấm cao không được. Nên là mình phải bình đẳng, thương tất cả mọi người, sống cho hòa đồng với nhau. Đó là giữ được cái tâm từ bi, thì mình mới được, sau này mình mới được con đường chánh đạo mới thẳng đi tới. Còn không thì lạc vào đường tà đạo hết. Bởi vì màn này khó lắm, đâu phải dễ. Những gì mà làm thầy đó phải gắng gìn giữ lắm, không cũng lạc hết. Cô rất là sợ nên cô gắng giữ cái tâm, giữ cái bản tâm của mình để thương mọi người, giúp đỡ mọi người và nói pháp cho mọi người nghe để hiểu, để hiểu biết để mà tu. Đó. Cô mong làm sao cô nói mọi người hiểu được pháp tâm tu là cô mừng. Cô chỉ mong cho bà con vậy thôi, chứ cô không có nghĩ cái gì là mình là cái gì. Mình cũng như chúng sanh, chúng sanh mình cũng là chúng sanh, thì người cũng chúng sanh, thì tất nhiên mình sống trên cái màn ma pháp này tất nhiên là chúng sanh hết. Chứ nếu Phật thầy về rồi đó bà ngồi đấy làm chi. Nên là mình phải thương yêu lẫn nhau giống như con một nhà. Nên là mình có cái tâm gì mới được chuẩn dạ. Nên là cô chia sẻ ra đây cho bà con phải gán. Những người tu nhiều đó phải gán chia sẻ đây để cho những người đó hiểu, đã được sống sau này được lập hậu long qua, mình được giàu dư hậu long qua. Còn nếu mà không hiểu là uổng tội nghiệp những người bà con đó. Bởi vì cứ mình nghĩ là mình ăn chay cũng là mấy chục năm nay chắc mình được rồi, nhưng mà thật sự cái bản tánh nó không có đi đâu với cái việc của mình tu. Nó khác. Là có nghĩa là bà con tu ăn chay mấy chục năm nhưng cái tâm phải từ bi, nó hòa vô cái bản chất ăn chay với cúng lại của mình, hòa vô cái thể của mình thì mình mới được. Còn cô bà con biết ăn chay cúng lại nhưng không có biết cái tâm từ bi mở ra, nó không có hòa đồng với cái sự cúng lại của mình, thì tất nhiên mình có cái bản mà mình không có cái tâm. Mình có cái thực tế chứ không có cái tâm hồn thì không được. Nên là bà con phải gán là gán như vậy đó. Phải chia sẻ đanh đây là cho bà con biết để mà giữ. Không có nên. Bởi vì cô đây được được mẹ chỉ dạy, cái đó nên cô mới biết. Chứ trước đây cô nói thật lòng, cô cũng không biết tu. Mình nghĩ tu là được rồi đó, mình không làm gì tội là chắc được rồi đó, mình không có sát sanh, không có giết này kia là chắc được rồi đó. Cũng như tôi ăn chay nè, tôi cúng lại nè, tôi được rồi đó. Nhưng mà lại không được, là có nghĩa là cái tâm còn ngạo mạn. Ta đây là tu nhiều năm rồi, mày mới tu mình làm gì? Không được. Đó, cái đó là không được đó. Hồi đó mình đâu biết cái đó. Bây giờ mình phải biết cái đó là có nghĩa là mình tu đây bao nhiêu năm, cái tâm mình còn như vậy là ôi này nó mới tu, mình mới tu con non mà mày biết cái gì? Tao tu mấy chục năm còn chưa thấy gì. Thì không được. Ngạo mạn rồi đó. Là tất nhiên ngạo mạn rồi. Mình đâu có hòa đồng với chúng sanh. Mình là chúng sanh mà với chúng sanh mà mình còn ngạo mạn với nhau. À, không được. Nên là bà con phải biết cái chỗ này, gắt cái củ cựu chỗ này đó. Nên cô chia sẻ bà con gán mình thương. Bởi vì thầy nói thương người như thể thương thân. Mình thương cái thân mình sao mình cũng phải thương bà con chúng sanh giống như vậy. Có nghĩa là mình mới hòa đồng được cái trong cái màn ba chiến chốc này. À, còn nếu mình còn so đo, còn phân giai cấp, còn chia rẽ là không được. Bởi vì cô rất là, nếu bà con nào mà nghe được cái lời này chia sẻ thì cô rất là mừng. Đó, cô chia sẻ này bà con nhận ra được là cô rất là mừng. Chứ cô, ví dụ cô chia sẻ này bà con được, cô có được gì đâu. Cô đâu có lạ lọc gì đâu, nhưng mà cô, bà con được thì cô rất là mừng.
mừng để sau này mình cùng nhau được vào giờ hội hôm qua để gặp nhau, tình huynh đệ, tình đồng đạo mình còn gặp lại với nhau. Mình gặp lại nhau biết hết trơn à? Dạ. Không ai biết đâu. Nên là con mong mỏi sau này mình còn gặp nhau rất là nhiều trong huynh đệ, trong đồng đạo của mình. Con mong mỏi sau này mình sẽ gặp lại. Đó, nên là con mới khuyên, mới chia sẻ như vậy. Màn này cận kề rồi thì nó cũng không còn bao lâu. Thì thầy nói nhưng mà cũng không biết về chừng nào, nhưng mà cũng cận đó, gần đó. Gần rồi, mình thấy cái mà tình... không biết gần chừng nào. Thấy cái thế giới này gần gần rồi. Ừ, thì ở trong sách giảng nói nè, nhìn ngoài, nhìn ngoại quốc vậy đó. Mà Nam Bang cũng cận kề. Thảm thê. Nam Bang cũng cận kề một bên đó, thì ngoại quốc thì mình cũng cận kề rồi đó. Mình khổ đó cô. À, đang cũng gần tới giờ nó có rồi, mình cũng sắp đây nè mà không biết chuyện nào. Thì có chiến tranh trước thì đất nước cũng ảnh hưởng về kinh tế. Ừ, đó mình ảnh hưởng kinh tế đó, mình chưa chiến tranh ảnh hưởng kinh tế rồi đó. Giống giống Đức Quỳnh giáo chủ cũng nói là gió dung thì bụi cây rung, phương xa có giặc thì không dung đằng nào. Ừ, rồi đâu có sướng đâu. Ừ. Đâu có sướng đâu. Quá gì? Cận kề rồi bà con. Chúng hồi hồi trước á, chưa đó, Nam Bang thì mình cận kề rồi đó. Nhưng mà mình chưa có khẳng định là năm nào thôi. Giờ bà con cứ gắng tu đi. Bây giờ ngày mai ngày tới cũng tu, mà năm tới tới cũng tu, cứ tu hoài, đừng để đến việc tu không kịp. Nên là cô lên clip nào cô cũng chia sẻ kêu tu không, mà cô cũng không ngoài ra, cô cũng không biết nói cái gì. Tu ví dụ như người ta tu điểm cao thì ta dự hội Long Hoa. Ừ. Còn mình điểm thấp cái thì làm dân Phật quốc cũng được. Ừ. Sau này cũng được. Ừ. Ví dụ như nếu mà ta thoát luân hồi thì tốt. Còn mình mà làm dân Phật quốc cũng được, chứ đừng để mà như kiểu như Đức Thầy nói là làm 2000 năm làm đất bùng nước. Thì bây giờ nó con biết không, nếu mình làm gian ác là quỷ ma luôn, hồn sát tiêu. Hiện tại bây giờ màn này nè, cái màn này chứ không phải là nói hiện tại bây giờ đó. Coi như là bây giờ, hiện tại bây giờ mình đang sống trong cái đây là khỏi ta bà đó. Mà mình làm gian ác là quỷ ma, làm ngay thẳng là tiên là Phật rồi đó. Mình làm là mình biết là mình sống đây là mình làm ngay thẳng là tiên là Phật tại thế. Biết nhiều đó, đó. Mình biết như là mình là được rồi đó. Dạ. Chứ không cần gì mà cho nhiều. Bây giờ con thấy rằng những người làm gian ác là nó nhập vô hết. Nó nhập vô hết. Để mà nó đi tiêu diệt người kia, rồi nó bị bên kia tiêu diệt nó, thì nuốt cái linh hồn nó hết luôn. Nó nuốt linh hồn không à. Dạ, con xin chia sẻ việc mà Đức Nam Hải Quang, Mẹ Quang Âm Nam Hải. Ờ, Mẹ Quang Nam Hải có nói về cái việc mà cái ông này là ông chủ về cái quán hải sản bên Canada, Vancouver á, Vancouver Canada á. Là hồi đó là ổng là mở ra quán hải sản này, cái làm ăn rất là được. Cái ông này mà mới đầu tiên sau đó là ổng mua nhà lầu biệt thự luôn. Sau đó cái tự nhiên cái bữa cái đó tự nhiên cái ổng vô trong cái nhà bếp. Cái đầu là ổng nghe cái tiếng con nít khóc. Cái ổng mới thắc mắc, ổng nói là ông mới đi vô coi thử cái đứa nào nó vô đây nó giỡn, hay con ai nó vô đây nó đi lạc vô đây không. Cái một hồi ông kiếm hoài không thấy, cái ông thấy con tôm, con tôm bự á. Xong rồi ông nghe hồi thì ra con tôm nó là khóc giống con nít, cái ông ngồi bẹp xuống đất luôn. Cái từ ngày đó, cái xong ngày mai cái ông là cho nhân viên nghỉ. Cái từ ngày đó ông bán đồ chay tuy là hơi là ế hơn, giờ ông thấy thanh thản, ăn nó ngon, ngủ ngon hơn, không phải như xưa. Ví dụ như người ăn mặn á, người ăn chay của mình được cái ưu điểm. Ví dụ ai mà qua ăn chay, ưu điểm là tối ngủ rất là ngủ ngon, ít mơ, ít mộng, ít bị ác mộng. Còn mà ăn mặn rồi tối đa số bị mụn thì nó rất là có nhiều cái giấc ác mộng rất là ghê. Em cũng chia sẻ đặc trưng như vậy. Còn Mẹ Quan Âm thì nói là từ ngày đó rồi cái ông chủ quán hải sản đó là xong là bán đồ chay tuy hơi ế hơn xí nhưng mà vừa đủ ăn thôi, nhưng mà cũng thanh thản. Là cái gì, từ cái dịp đó rồi là ông chuyển qua một người bán đồ chay đó. Từ cái dịp con tôm nó khóc á, đúng con nít vậy đó. Thì bởi vì cô nói á, một con tôm con cá cũng là cái sinh, một cái sinh linh con người đó. Là tại vì quá tạo nhiều kiếp, kiếp là bò, trâu, heo, chó, gà, vịt, rồi mới tới là con cá, con tôm, rồi mới tới con trùng, con dế. Dạ.
nó cũng từ con trùng giới đó, con kiến cũng linh hồn luôn mà. Nó nếu mà nó thành con trùng con giới rồi đó, mấy triệu kiếp, mấy triệu ngàn năm đó, nó mới chuyển lên làm người được. Chứ nó cũng chuyển lên làm người đó đó, nhưng mà lâu lắm, lâu lắm nó mới chuyển thành người. Chứ đâu phải mà nói, có người nói là vật dưỡng nhân, ăn sanh ra để cho mình ăn chứ làm gì mà tội. Nhưng người ta không có hiểu Phật pháp, người ta mới nói như vậy. Bên bên thầy con á, ổng thấy như kiểu bây giờ là mấy người ăn mặn bây giờ mở quán nhiều quá, là Phật thầy Tế Công học Phật có nói á, mấy người ăn mặn mở quán liên tiếp như kiểu là chuỗi cửa hàng luôn, mà mở ra cả nước ngoài luôn. Cho nên thầy nói thôi giờ bữa kia con cũng xin mấy cái keo, cái mẫu kia bây giờ con cứ lên trên mạng để tuyên truyền cho người ta ăn chay, nói Phật pháp, nói chia sẻ tâm linh lý của mình để cho khuyên người ta ăn chay. Chứ để bây giờ bà con mà mở quán hải sản này hải sản kia là rất là nguy hiểm. Là để kéo cái nghiệp tới, là bây giờ là thấy giờ chiến tranh tầm năm 21 nó tới, nếu mà làm quá là nó tới gần gần. Bây giờ mình đỡ được chút xíu nào kêu người ta ăn chay được xíu nào ăn. Bây giờ là con, bây giờ là con được, bây giờ con nói thật con không thích tới nghe tới từng thế, nhưng mà con biết cái đó là nghiệp phải tới. Con giờ cuộc sống con là sướng lắm á, con không có cầu mong tới ba việc đó đâu, nhưng mà con vẫn phải chấp nhận việc đó tồn tại thôi. Giống hồi trước á, con mà ra đường ở làm công ty cô nói về ba cái việc ăn chay nọ ghét, không nói nó cũng ghét nữa. Cho nó tới việc nó bây giờ là tiên Phật thương cho công việc tự do, mà bây giờ con đó cũng là không... cái phước của mình đó. Dạ, con cũng không có mong tới tận thế đâu, nhưng mà cái đó là nghiệp tới rồi. Bây giờ mà bắt buộc của kia con cũng xin theo, nói là thôi giờ con cũng lên nói khuyên bà con này cũng ăn chay được nào là ăn, rồi niệm Phật được ngày nào niệm, để bây giờ tới là Long Hoa Đại Hội chuẩn bị mở ra đây rồi. Ví dụ như kiểu là nếu mà nếu mà nghiệp chúng sanh nhẹ thì ví dụ ném quả bom nhỏ nhỏ thôi là sẽ mở ra cái hội thôi. Còn đây mình nóng, nếu mà vũ khí của hai nước Nga với Mỹ không mà ném không, mình nếu mà hai nước đó mà chơi trắng tay với nhau là chúng sanh là tiêu luôn. Ví dụ của Long Hoa Đại Hội mở ra mà người mình tu hết thì ném một quả bom nhỏ thôi là như lúc Thế Chiến II á, là xong là mình là chỉ tới lập hội thôi là nhẹ nhàng. Còn đây nghiệp nặng là bắt đầu là hai nước kia mà đánh nhau mà. Bây giờ trên mạng là bây giờ ai mà không biết cái ông phó tổng thống của Nga, cái ông Medvedev là cả ngày ông hù dọa thôi, mở cái miệng ra bây giờ không nói gì chứ. Ông không tu mà ông hồng chư ông cũng theo một cái đạo tiên chúa giáo gì đó của bên nước Nga đó, nhưng bây giờ mở miệng ra là hù dọa bom nguyên tử thôi. Mấy người đó bây giờ mở miệng ra là về Kim Jong Un cũng vậy đó, mở cái miệng ra bây giờ cái đặc biệt là cái ông mà phó thủ tướng bên Nga đó, phó tổng thống mà đó, là cả ngày bây giờ mở cái miệng ra là không nói cái gì chứ. Mở cái miệng ra bây giờ là nói giờ chừng nào đánh nhau, chừng nào bom nguyên tử, chừng nào là Thế Chiến thứ ba thôi. Mấy ông đó không có nói tới cái chuyện gì nữa. Cái gì người ta nói bình an dân trị quốc đi, cuộc đời xây dựng kinh tế đi lên đi, không nói. Mà ông đó mở miệng ra bây giờ là đánh nhau, bây giờ nước Nga là thua điên xiển luôn. Mà bây giờ con biết không? Cái đây giờ cũng trời định, giàu cho mà ông có muốn tới liền cũng chưa tới, mà do thiên định. Giờ con sướng muốn chết là... chứ con có ham ba dụ mình vậy nọ đâu. Có nghĩa là cũng như chúng sanh mình, bà con mình đang sống đây, nếu biết tu nhiều, còn nếu mà tàn bạo nhiều lắm thì cha sẽ ký lệnh tiêu diệt, chứ không có ai ngoài ra. Dầu cho vũ khí hạt nhân của nó cỡ nào, Phật dùng thần thông một cái thu không còn nổ luôn. Mà nhân chiến tranh đây, tàn phá đây là do loài người tàn bạo nên Phật để cho nó chạy. Chứ mà Phật ra tay một cái dù vũ khí hạt nhân cũng thu một cái một không còn nổ, nhưng mà Phật không thu để cho nó chạy. Để tại vì Phật nói á, là bao nhiêu vô lượng kiếp nó tàn bạo nó gây nên, loài người tàn bạo mới gây nên chiến tranh, mới gây nên trái đất quả địa cầu này mới có xung đột với nhau là do loài người không. Thì hôm nay là cha nói để cho nó trừng phạt lẫn nhau. Khi nào mà Đức Phật mà thấy trừng phạt lẫn nhau cho nó chết những người tàn bạo đó hết, thì Phật mới dùng thần thông thu hết, không còn nổ chúng. Súng bắn cũng không nổ, tàu chạy cũng không chạy, vũ khí hạt nhân cũng không nổ luôn. Là do ở trên thiên
Dạ. Trừng phạt những người tàn bạo, những cái đất nước nó ham gây chiến tranh, cho nó chiến tranh, cho nó chết bớt. Do tới chừng đó đó. Tại vì thầy cũng có nói, tại loài người tàn bạo không phải là một kiếp này, mà nhiều vô lượng kiếp tàn bạo gây nên, nên kiếp này chót để cho nó trả, để cho nó trả với nhau, nó đấu đá với nhau, cho nó tiêu hết, rồi đến lúc đó Phật mới dùng thần thông mới lập lại cái đời thượng cổ được. Chứ mà bây giờ hay chiến tranh đó, mà ở trên đó, để cho nó đi, nó đấu đá đi, chứ Phật mà muốn thôi một cái là không còn nổi. Nhưng mà giờ để cho nó đấu đá nhau, cho nó tiêu diệt bớt những người tàn bạo, những người gây sự cho mình chết bớt, rồi để cứu những người hiền lương để trong đất nước Việt Nam mình. Nói chung là các nước ngoài cũng có một số tu thâu ít lắm, mà khổ lắm cô. Bây giờ con không thấy trên mạng á, không biết không, cái nước ngoài thì nói chung là tu ít, tại vì nước Việt Nam mình có phước, có nghĩa làm được thầy xuống mới dạy mình tu. Còn các nước ngoài, nước châu Âu, châu Á đâu có Phật xuất. Rồi những cái pháp môn của Phật từ ngàn xưa đến nay nó bị phai mờ, nó đâu có biết. Nên là nó không có tu, nên là nó chiến tranh nhiều. Rồi nhờ cái Việt Nam mình đó, đi á, con thấy bây giờ Việt Nam mình nước nào cũng có. Cũng có nước Việt Nam mình nước nào cũng có ở bển. Nhờ cái người Việt Nam mình qua đó, qua Mỹ đập chùa, đập chiền. Rồi á, là gây dựng lên những cái chùa chiền để tu, để cung truyền đạo được một mớ đó, một mớ đó, chứ không phải không. Đó, nhờ cái sự đó, chứ còn nói chung là nước ngoài không có biết tu gì đâu. Nên nó phải bị ảnh hưởng chiến tranh trước nhất. Thì trong giảng thầy nói đó, nhìn ngoại bang ngoại quốc đó, rồi mình đây thì cận kề cho nó chết trước, nó tới mình. Tới mình là tại vì mình sau cùng, có nghĩa là dân mình biết tu, nhờ thầy xuống, nhờ thầy xuống mới dạy mình tu. Chứ nếu mà thầy không có xuống cái màn chót mình, nói chung người dân mình cũng không biết, cũng không biết tu gì đâu. Dung dung thật sự là trong kinh giảng mà của Đức Phật Thích Ca từ xưa để lại bây giờ là mấy ngàn năm rồi. Dạ. Và những cái pháp môn nó rất là cao siêu, mình cũng không hiểu mình tu. Mà nhờ thầy xuống, nhờ thầy mình xuống trong cái màn chót này mới dạy mình tu, và cặn kẽ luôn, để rất là kỹ lưỡng, mà mình còn chưa chịu tu nữa. Chúng cô thấy giống bên Ấn Độ hồi xưa là gốc của Phật giáo bên Ấn Độ. Mà đâu Phật đâu có xuống mà. Nhưng bây giờ là bên đạo Phật bên đó bây giờ là như là không như kiểu là mất gốc luôn. Bây giờ thậm chí một cái chỗ nơi đạo tràng Bồ Đề đó là dân ít biết, 2-3 cây số người ta cũng biết đó là hồi xưa là tích trụ của Đức là Đức không có gì Phật, không có gì Phật lâm phàm xuống, nên là bị lu mờ, rồi từ từ rồi hết. Còn mình đây là mình có phước, rất là có phước, mình được một vị Phật lâm phàm xuống. Giống mấy nước châu Á là hay lắm. Mấy nước châu Á mình rất là mang ơn thầy dữ dằn lắm. Có rất nhiều vị Phật xuống luôn. Có nước nào vị Phật đâu, có nước Việt Nam mình thôi. Giống bên Trung Quốc cũng có cô. Trung Quốc nhiều lắm. Người ta cũng là một cái sứ mệnh tại đất nước người ta, Phật thì trời ai cũng thương, con nào con cũng là con. Trong đất nước với Trung Quốc cũng có người tốt người xấu mà. Không, cái người tốt người xấu là con nói, con nói vị Phật lâm phàm xuống mà bên Trung Quốc cũng nhiều con. Thế công học Phật cái con mà trước đó. Thời kỳ trước á, rồi cô nói màn mặt pháp này nè, cái màn mặt pháp của mình nè, từ thầy xuống giờ là tính ra là mấy trăm năm nay đó. Đó, bên nước kia đó đâu có vị Phật nào xuống 100 năm nay đâu. Có nước mình là có thôi. Còn các vị Phật đó là trước đó nên là bị lu mờ. 300 năm đó về đây về mang hết rồi. Phật thầy nè, Nguyễn Quỳnh Giáo Chủ. Nói chung ra nếu nói về Phật Pháp thì có nhiều người lắm. Còn nói chung là mẹ Quan Âm á, là độ cả thế giới. Thì mẹ lâm phàm xuống là mẹ độ cả thế giới, cấp hoàn cầu là mẹ có mẹ thôi. Còn thầy mình tuy gần Việt Nam mà cũng có thầy cũng có qua Campuchia cũng có. Ta ở Cao Nguyên vừa mến Tầng Hoàng trở về Nam là có sửa sang á. Rồi lúc trước đó thầy có qua bển. Có trong dưới bóng hội tùng á, Đạt Ma Sư Tổ bên Trung Quốc. Chuyển kiếp Đạt Ma Sư Tổ đầu tiên chuyển kiếp về đây là Đức Phật thầy. Rồi tới cái đời của thầy mình á, đời đức thầy đó, thì là thầy cũng có qua Campuchia cũng đang cũng độ bên đó. Rồi nên là thầy trong cái sấm giảng thầy có cái câu đó thầy nói đó,
ở Nam Giang diện mến Tần Hoàng, trở về Nam là có sửa sang đó, thì cũng có sửa sang bên bên Campuchia. Nó nên là mình cái nước mình được Campuchia này như Việt Nam mình thầy cũng được đó, đi nước đi dạy rồi thầy cũng có ra Hà Nội luôn, trong nước Việt Nam mình mà, nên là mình gấp là có phước là được gặp thầy trong màn ba chiến chốc đời hạ quân, mình được gặp thầy. Nên là được cái giáo lý của thầy truyền lại mà mình tu theo, mà tu còn ít lắm, con thấy không? Đừng nói chi mà nếu nước thầy... ngoài nó tu cũng ít lắm đó cô. Ít. Thì nước ngoài có ai đâu mà dạy tu nhiều. Mà cái có người... dạy nên nó cũng ít. Mà cái người Việt Nam mình á, là đi qua bển có tu. Cái dòng giống cái người Việt Nam qua bển mà còn nhớ. Có người qua bên nước Mỹ mà xin cái bài cúng của cô, của thầy đó. Xin sấm trả người đó. Cô phải chụp hình gửi. Người ta đi ra tới cái nước không có ai dạy tu mà ta còn nhớ nước Việt Nam mình có Phật. Con thấy không? Bởi vì mình rất là có phước mà không biết hưởng phước. Bởi vì sau này đó, Việt Nam mình là đại cồ Việt. Đại cồ Việt nha, là đất nước tiêu hết. Nước Nhật là tiêu. Trong cái nước Nhật là vũ sổ trên hoàn cầu vũ trụ luôn. Nước Nhật. Trong cái đó là Phật thầy ta ăn nói. Còn mình đây là sau này đấy anh, là mình thu được cái con năm chảo, ông năm chảo đó, thì các nước nó phục tùng đó. Chứ lúc đó các nước nó qua này dùng nó đồ, nó dùng vũ khí ha, nó bắn mà không có hời hớn về ông năm chảo. Mà đến khi mà thầy về thì thu phục ông năm chảo rồi, các nước nó mới phục tùng đó. À, mới qua phục tùng mình là 18 nước đó. Đó là mình mới là sau này là mình bây giờ tuy là mình nhỏ bé nha, nước Việt Nam mình là bây giờ nhỏ bé nhất trong quả địa cầu luôn á, mình còn nhỏ hơn nước Miên đó, nhưng mà sau này biết không, đại cồ Việt anh hùng của thế giới đó, thấy không, bây giờ thì nhỏ bé đó, em bé sau này là đại ca đó, người chỉ dẫn đầu các nước phục tùng mình luôn, là vì mình có Phật. Con thấy không có cái gì qua bằng Phật, qua bằng cái tâm từ bi. Dầu cho con vũ khí cỡ nào đi cũng không qua được Phật. Dạ con biết. Đó, nên là mình thắng là mình thắng được dầu có Phật. Nhưng mình tu, nên là bà con gán. Nước Việt Nam mình còn chứ không có mắt nha. Sau này là đại cồ Việt, đấy danh hiệu là đại cồ Việt đó. Đại cồ Việt luôn, mạnh dị luôn đó. Rồi là nước Nhật nè, xóa sổ trên bản đồ nè. Nước Trung Quốc sao được? Sau này nó còn một phần thôi. Nước Trung Quốc nó cũng chia rẽ rồi ha. Sau này nó tiêu diệt còn một phần ít ít. Nhưng mà cái nước Nhật đặc biệt, nước Nhật thầy nói, ông Phật thầy nói sẽ xóa bản đồ trên trái đất luôn. Nước Nhật chắc nó ở gần Trung Quốc nó bị không vậy, mà Trung Quốc còn một số không có hết. Ở đó là trong cái trận sấm trận trình nói vậy nè, đắc bắc nữa quá cuộn sâu, thẩm thương chút chọc dân câu đặt lờ là cái đập Tam Hiệp nó tràn qua, thì ở ngoài Hà Nội nó ngập lúc đó. Là sau này nếu chiến tranh là cái đập Tam Hiệp nó bể thì nó tràn qua nước Trung Quốc trước, ở nước ở ngoài miền Bắc mình trước thì nó thành biển. Nên là trong cái đó là trong sấm giảng của trận trình ông nói đó, ông nói đó, thẩm thương đắc bắc nữa quá cuộn sâu. Ừ. À, thảm thương chú chọc mà dân câu đặt là cũng như là thầy chùa hết có chùa tu rồi phải đi đi mà ăn đó, không có ở chỗ ở nữa đó. Nên là cái đó ông Trần Trình ông nói, ông Trần Trình là nói là có nha, ông tiên tri trước 500 năm sau 500 năm là có hết. Ở trong Trần Trình cũng nói luôn, nói là Sài Gòn tiếng súng nổ đầu tiên cũng ông Trần Trình nói luôn, sống Trần Trình đó có luôn đó nghe. Bởi vì là ai ở Sài Gòn mà gắn gắn về nó phải nuốt tu. Con nói bình thường ở trên đó có bình thường gì đâu. Sau này nè là Sài Gòn tiếng súng nổ đầu tiên, còn một cái nữa là miền Bắc thì nước thành biển vô Sài Gòn, còn một câu này nữa cô chặn trình luôn nha, gì nè, nước đâu mà chảy lỡ bờ nước cây, là cũng như là nửa Sài Gòn cũng ngập luôn. Cái trong trận trình đó, Sài Gòn Gia Định ai đâu mà ngờ, nước đâu mà chảy lỡ bờ nước cây, là ở ngoài Bắc tràn vô tới Sài Gòn gần biển đó. Tam Hiệp đó cô, là Tam Hiệp thì nó qua Hà Nội, còn mình ở đó là gần biển đó. Dạ. Ở Sài Gòn cái bữa cái biển Cát Lái rồi đó,
là nó dâng lên trước. Thì là trong cái sấm chặn trình đấy, Sài Gòn gia đình ai đâu mà ngờ, nước đâu mà chảy lơ bờ nước Tây, đó là Sài Gòn cũng nước ngập luôn. Nên là bây giờ ai có căn tu gấp gấp chuyển về mấy núi đi. Con thấy cô biết sao, mấy nhà Phật cũng nói rồi, cũng giống bên Indonesia, cô cái thủ đô của nó bây giờ bây giờ đó, nó bị ngập nước mặn lên đó, nước của biển lên đó. Đó. Thủ đô của Indo là bây giờ dời đó. Như Thái Lan bây giờ cũng có một phần là bị chìm dưới biển á. Bây giờ Sài Gòn mình cũng vậy đó, là như kiểu nước biển nó dâng. Là còn gì nữa nè, còn ở trong cái sấm giảng của Phật thầy Trang nói nè. Ở gần Bắc Cực cái hang sau này nó tan tan băng ra, các nước nhỏ đi chìm chung biển cả. Chỉ dạ, cần những cái nước lớn không. Chắc Nga nó xài vũ khí hạt nhân. Nó tan băng bởi vì nóng quá nên là băng nó tan. Thành ra nó mấy cái nước nhỏ nhỏ thấp là nó chìm lúc hết luôn. Cái đó là cái đó là trong cái sấm giảng của Phật thầy nói. Rồi cô coi trong sấm giảng của Phật thầy đó. Dạ. Rồi thôi nãy giờ cũng một tiếng rưỡi rồi. Ờ thì, vậy hả? Cũng cảm ơn cô Năm với anh Phương ở Sài Gòn, thì biệt danh là pháp danh là Phương Trai. Cũng sớm giờ chia sẻ Phật pháp rất là hay. Thì cái tâm đạo của anh có thì em nhìn nhận thì anh cũng là một người chân tu. Thì cảm ơn anh trước khi chấm dứt cái video này thì cảm ơn anh rất là nhiều. Cô Năm gửi lời chào và rồi chào quý vị, rồi chúc quý vị được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô cũng chia sẻ đến bà con thì cô chúc cho bà con hiểu rất hiểu nhiều về con đường tu tập của mình để tu tiến lên. Cô rất mừng vui khi bà con mà được nghe cái clip của cô và nhận ra được thì cô rất là vui. Cô rất cảm ơn bà con chia sẻ đến đây để hiểu biết thêm, chứ cô cũng là người phàm mắt thịt vậy thôi, cô biết tới đâu cô nói tới đó. Thì cô mong bà con nếu mà nhận được thì làm, còn không thì thôi, chứ cũng đừng có bình luận là nói cô thì kia cô cũng buồn. Mô Di Đà Phật. Cảm ơn anh Hằng với anh Hương. Dạ cảm ơn.